Xin chào quý vị và các bạn. Từ khi lên sóng đến nay, đã có rất nhiều các nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng bất ngờ trải qua những tình huống của camera giấu kín. Và qua những tình huống đó, khán giả có thể thấy được những hành động, suy nghĩ rất chân thực của nghệ sĩ mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chứng kiến. Tình huống ngày hôm nay có sự trợ giúp của ca sĩ Thanh Lam trong vai trò chim mồi. Ca sĩ Thanh Lam đang gọi điện dụ nhân vật đến với bối cảnh của chương trình. Anh đi chưa anh ơi? Đi đi nhá, em đang chờ rồi đấy. Nhá. Ok, bye bye. Nhân vật đó là ai? Vâng, đó chính là nhạc sĩ Quốc Trung. Nhắc đến Quốc Trung là mọi người sẽ nghĩ ngay đến một nhạc sĩ, một nhà sản xuất âm nhạc đầy tài năng, đã góp phần không nhỏ tạo nên thương hiệu cho các ca sĩ hàng đầu của Việt Nam. Bên cạnh đó, anh cũng là một ban giám khảo khó tính trong các cuộc thi âm nhạc uy tín thời gian gần đây. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi những phản ứng của nhạc sĩ khi rơi vào một tình huống của camera giấu kín nhé! Nhận lời mời ăn trưa với ca sĩ Thanh Lam, Quốc Trung không hề biết một tình huống của camera giấu kín đang chờ anh tại đây. Bối cảnh của chương trình là hai phòng ăn được ngăn cách qua một lớp kính mở. Phòng ăn thứ nhất, hai diễn viên của chương trình đang ngồi đếm rất nhiều tiền. Phòng ăn thứ hai bên cạnh chính là căn phòng dành cho nhân vật của chúng ta. Theo kịch bản, người phục vụ sẽ chỉ nhầm phòng ăn cho Quốc Trung để anh có thể chứng kiến hai cô gái với rất nhiều tiền trên bàn. Đang ăn uống vui vẻ, Quốc Trung và Thanh Lam đang tranh thủ bàn thêm công việc cho một sự kiện âm nhạc sắp diễn ra. Đây là hai diễn viên trong vai đầu gấu của chương trình. Các nhân vật đang rất bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của hai anh chàng rất đầu gấu với những biểu hiện không bình thường. Khí tại bàn ăn đang trở nên gượng gạo và có đôi chút căng thẳng. Những âm thanh đổ vỡ, những bóng cử động nhìn qua lớp kính mờ, rất nhiều tiền và những người đàn ông du côn. Logic các tình tiết lại, hình như đang có một vụ chấn lột ở đây thì phải. Không khí lúc này thực sự có phần căng thẳng, xen lẫn đôi chút lo ngại cho hai cô gái ở phòng bên. Và bất ngờ, hai người đàn ông đã quay trở lại phòng của nhân vật. Bác này như ta chỉ bước chân nào, ta chỉ bước chân như này. Cười sao chị cười? Sao chị cười? Có vấn đề gì không chị cười? Có vấn đề gì không anh ơi? Mày nhìn này. Vấn đề gì không? Cái gì? Không vấn đề, em chỉ nghe người đi. Không nghe được. Có nhìn bình thường. Có nhìn này cái gì? Chị cười đi. Chị cười đi.
Cười gì đâu, chị cười vui có gì đâu. Anh hỏi em chị được, bố có nghe được gì không? Không nghe được gì cả. Có nhìn thấy gì không? Anh chị có nhìn thấy gì không? Nghe được gì không? Chúc cho anh và chị về cầu anh về chị đi công việc đi tao nói không nghe nhờ nhờ chị anh nghe nó bác cho bác cầu anh nhạc sĩ Quốc Trung nổi tiếng này. Đây mà trò đùa nhá. Mình ký bác cho phòng cảm ơn xin ký. Cảm ơn nha. Nhạc anh em bác ký cho em mấy chữ về cho anh em xem thân tặng túm. Cái này là chữ đùa, cười, tên đùa. Khéo léo ứng xử một cách hài hòa để tránh những điều đáng tiếc không hay có thể xảy ra. Trong tình huống này, đây có lẽ là một cách ứng xử thông minh. Đây! Chúc mừng anh Quốc Trung là nhân vật của chương trình Camera Giấu Kín. Vâng, đây chỉ là một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin chúc mừng nhạc sĩ Quốc Trung đã trở thành nhân vật của chương trình. Tăng Linh, thôi ra đi, tự lo anh ấy đi. Anh Trung nếu như anh làm anh thì thật mình. Bây giờ cảm xúc anh đi nào thì anh nhìn lao có vẻ phải bán tín bán nghi. Bây giờ cảm xúc anh như thế nào anh Trung? Bình thường không gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Vâng. Thế lúc mà anh chàng có vẻ du côn kia vào trong này, lúc anh cảm xúc anh như thế nào? Anh có suy nghĩ gì lúc đấy? Anh chỉ lúc đấy thì anh nghĩ là không hiểu sao là bọn em lại chủ anh như thế. Trước khi vào phòng này thì anh biết là bên kia có những cái cô gái đang đến rất là nhiều tiền.
đúng không ạ? Anh cũng được. Anh thấy. Dạ vâng ạ. Thế lúc mà hai anh chàng đều có cái xăng đấy, lúc ấy cảm xúc anh như thế nào? Anh có nghĩ là cô kia bị gặp vấn đề gì đó không? Anh đoán là có cướp hay là đánh ghen hay là cái gì đấy gọi là tranh chấp. Thế theo anh, khi mà chúng ta gặp những cái tình huống như chúng ta nên cư xử như thế nào ạ? Đầu tiên thì nó là bình tĩnh, biết là độ, tất nhiên là đừng có quá tỏ ra là run sợ hoặc là không giữ được bình tĩnh, cũng phải lượng theo cái thái độ của đối tượng. Vâng ạ, mọi người dành cho anh trong một tràng vỗ tay thật lớn đấy không ạ? Anh rất là bản lĩnh và bình tĩnh ạ. Cảm ơn anh. Trong cuộc sống có vô vàn các tình huống có thể diễn ra với bạn, với tôi. Cái quan trọng nhất, chúng ta nên giữ được sự bình tĩnh để giải quyết mọi việc một cách êm thấm, tốt đẹp nhất có thể. Và nếu bình tĩnh, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều điều đáng tiếc có thể xảy ra. Chúc quý vị và các bạn luôn đủ độ bình tĩnh để giải quyết mọi công việc trong cuộc sống nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của Camera Dấu Kín.